À, vâng, mời mang chiếc chè bông xin chào cả nhà nha. À, cả nhà ơi, thì hôm nay em xin được giới thiệu với cả nhà một cái lô mai giảo Phú Tân cực kỳ đẹp cả nhà. Đã uống dáng long nha, uống dáng long rồi ha. Và đặc biệt là rễ nó đa phần là rễ lò xo nè, rồi những cái rễ tổ chim cực kỳ đẹp cả nhà. Rất là lạ, mấy cái loại rễ này sau này nó lên nó thì rất là ok luôn cả nhà. Và đặc biệt là cái lô này là giảo Phú Tân, là cái loại này nó rất giống mai, nó chịu lạnh tốt cho nên là nó thích hợp cho tất cả các cái khí hậu nha. À, nó xử lý cũng tốt và nuôi cây nó cũng dễ phát nha cả nhà. À, tất cả đều cả uống dáng long hết rồi cả nhà, thì giá cũng rất là ưu đãi, chỉ có 100.000 một cây thôi. Ba cây thì bên em sẽ bao ship và có một cái chương trình khuyến mãi, đó chính là 10 cây thì em sẽ tặng một nha. Bất cứ chúng ta lấy đủ 10 cây đủ loại em cũng vẫn tặng một cây nha cả nhà. Đây đó chính là cái hàng giảo Phú Tân uống dáng long, rất là đẹp luôn nha, giá chỉ có 100.000 một cây thôi nha. Ba cây thì bên em sẽ bao phí vận chuyển luôn nha cả nhà. Cây rất là tốt luôn ha. Loại này thì em còn cũng vài trăm cây nữa là em hết rồi nha. Đó, đây chính là giảo Phú Tân ha. Rồi, và tiếp tục cái giống bên đây cả nhà. Em đi hướng về bên đây đó chính là hàng Đại Lộc Liền Cốt nha. Đại Lộc Liền Cốt 100% luôn cả nhà. Đây, gốc rễ thì rất là ok luôn nha. Có những cây hình thú nè, cái cốt nó liền 100% và đã uống dáng long hết cả nhà. Cái này em uống rồi ha, sau đó là em đã gỡ dây hết rồi cho nên là cây nó rất ok rồi cả nhà. Loại này trồng chơi tết là ok luôn ha. Đây, cây này thì 175.000 một cây. Ba cây thì bên em sẽ bao phí vận chuyển và 10 cây thì bên em cũng sẽ tặng một cây cho chúng ta luôn nha. Đó, đây rồi, đây là chính hàng Đại Lộc nha cả nhà. Đại Lộc Liền Cốt ha, đây rất là ok luôn nha. Đó, uống thân lắc hết giữa luôn rồi nè. Đó, đã vô có thế hết rồi, cái này về chủ yếu chúng ta hai chậu nuôi là chơi tết thôi ha. Rồi, còn hàng giảo Thủ Đức, bên này củ rất to nha, củ nó là bằng ngón tay cái em lớn hơn luôn á, còn cái cốt cũng rất là mập cả nhà. Loại này em nuôi chậu ha, loại này em nuôi chậu thì khi gửi thì em sẽ tháo chậu ra nha cả nhà, để cho cây nó dễ, em gửi là em bó cái bầu phân lại á để cho cây nó không có bị rớt phân ra ngoài nha cả nhà, cho nên là em sẽ tháo chậu nha. Đó, có những cây tán tròn cực tròn nè, cả nhà nhìn thấy em nuôi cái bộ rễ không, nó ra những cái lông tơ nè cả nhà, nó rất là ok luôn, cho nên cây là sinh trưởng rất là mạnh nha, tán tròn đẹp lắm. Thì giá có 175.000 một cây thôi, ba cây thì bên em cũng sẽ bao ship luôn nha. Rồi, tiếp tục qua hàng bên đây cả nhà. Hàng bên đây chính là hàng giảo siêu nụ đây, siêu nụ hay còn gọi là cái hàng giảo đột biến của hàng Thủ Đức cái cả nhà. Bông của nó thì 8 đến 12 cánh nha. Loại này thì cái sinh trưởng cây rất là khỏe luôn. Đó, cả nhà nhìn thấy em nuôi cái này rất là ok luôn, nó đang ra đọt ha. Rồi bộ rễ thì cây này cũng rất là đẹp. Cây này thì chơi tết rất ok rồi cả nhà. Loại này 125.000 một cây. Ồ, cái cây này quá trời đẹp luôn nè. 125.000 một cây. Ba cây thì bên em bao ship và 10 cây bên em cũng sẽ tặng một cây luôn nha. Đó chính là hàng giảo siêu nụ nha cả nhà. Và bên đây nếu mà chúng ta muốn thay đổi một cái gì lạ lạ ở trong vườn của chúng ta thì bên em có một cái loại cúc cam nha. Cúc cam thì tầm khoảng 20 mấy cánh và nó là màu cam của cà rốt cả nhà. Màu cam của cà rốt cho nên là mọi người rất là thích luôn. Giá thì có 90.000 một cây thôi nha. Ba cây thì bên em cũng sẽ bao ship nha cả nhà. Cây khoảng 2 tấc đến 2 tấc mấy ha. Rồi, đó chính là hàng cúc cam nha. Và hàng bên đây chính là hàng cúc quý phi cả nhà. Cúc quý phi quang tống ha, rất là đẹp. Bông chùm luôn ha. Loại này thì rất là ok rồi, lấy bo được luôn rồi cả nhà. Giá là 250.000 một cặp nha. Một cặp thì bên em cũng sẽ bao phí vận chuyển cho chúng ta luôn ha. Này về lấy bo liền được luôn rồi cả nhà. Em để rất là dài để cho chúng ta lấy bo. Rồi đây là cúc quý phi nha. Và tiếp tục một cái giống đó chính là cúc hai tầng Quỳnh Tấn Phát. Hai tầng Quỳnh Tấn Phát thì loại này á, cả nhà nhìn cái mắt lá của nó rất là nhạt ha. Loại này em bán với giá là 80.000 một cây nha. Ba cây thì bên em cũng sẽ bao phí vận chuyển luôn ha. Và tiếp một giống nữa cả nhà, đó chính là cúc 150 nha. Thì cái cây này cao chắc khoảng 1 tấc mấy đến 2 tấc, khoảng một gang tay của em từ cái mắt ghép đi lên đó cả nhà. Thì giá là 80.000 một cây nha. Ba cây thì bên em cũng sẽ bao phí vận chuyển luôn ha cả nhà. Đó, đây là 80.000 một cây, ba cây em bao ship nha. Rồi, đó chính là cúc 150 nha. Và tiếp ở bên đây chính là hàng giảo cam cả nhà. Loại này giảo cam
nha. Loại này thì giá cũng có 80 ngàn một cây thôi cả nhà. Vậy chúng ta cũng có thể lấy bao được liền luôn nha. Đó, 80 ngàn một cây. 3 cây thì bên em cũng sẽ bao phí vận chuyển luôn nha. Đó. Rồi đây là hàng giảo cam nha cả nhà. Và tiếp tục bên đây chính là hàng thọ hương. Đây cúc thọ hương thì hoa rất là đẹp ha. Loại này thì giá cũng rất là sinh viên, chỉ có 80 ngàn một cây thôi cả nhà. 3 cây thì bên em cũng sẽ bao phí vận chuyển cho chúng ta luôn nha. Đây chính là cúc thọ hương nha cả nhà. Rồi tiếp tục bên đây, hàng bên đây chính là hàng cúc hoa hồng thanh tú nha. Hoa hồng thanh tú thì loại này em bán với giá là 350 ngàn một cặp nha cả nhà. Cái này nó không ra đọt đỏ, lý do là nó đã già rồi ha, chứ không phải là sai giống nha. Bữa khách có hỏi em là sao nó không có đỏ, thì khi ra đọt non nó mới đỏ vậy nha cả nhà. Còn khi già này không có ra đọt đỏ nha. Thì cái cây này về là chúng ta lấy bao được rồi nè. 175 ngàn một cây, 2 cây bao ship nha. Rồi tiếp tục bên đây chính là hàng giả bạch kim cả nhà. Đó, giả bạch kim nha. Loại này 200 ngàn một cây nha. Hai cây thì một cây thì bên em cũng bao ship luôn nha cả nhà. Đó chính là hàng giả bạch kim ha. Loại này là bông vàng nha cả nhà. Bông vàng 8 đến 12 cánh nha. Rồi và tiếp tục bên đây chính là hàng mai giả tự sáng cả nhà. Đây giả tự sáng nó có những cái đế thú nằm rất là cực kỳ, rất là duyên dáng luôn nha. Ở dưới thì cũng sắn, ở trên thì cũng sắn này cả nhà. Đó. Loại này thì em bán với giá là 100 ngàn một cây nha cả nhà. 3 cây thì bên em cũng sẽ bao phí vận chuyển. Cả nhà nhìn thấy rất là duyên đúng không? Bên đây thì sắn nữa nè. Đó. Tết nay thì cái hàng mai tự quấn nó lên, nói chung là nó lên đỉnh luôn cả nhà. Bởi vì hàng của nó là ra bông cực kỳ đẹp luôn nha. Đó, đây, loại này nè. Đó, y như một con thú. Nguyên một lô như thế này không nha cả nhà. Đó. Giá 100 ngàn một cây nha. Bên em 3 cây thì cũng sẽ bao phí vận chuyển cho chúng ta luôn. Nếu em mua 10 cây thì bên em sẽ tặng một nha cả nhà. Đó, đây. Rồi, và tiếp theo một cái lô mai mà giá rất là sinh viên nữa cả nhà. Chỉ có 50 ngàn một cây thôi nha. Đây là hàng giảo Thủ Đức nha. Giảo Thủ Đức 50 ngàn một cây cả nhà. Cái này thì nhỏ nhỏ xinh xinh, em đã bấm đợt rồi nè. Chuẩn bị ra thêm một cơi nữa đây đó. Rễ thì nói chung cũng xử lý hết cả nhà, cây nào cũng xử lý rễ hết nha. Một tấc mấy á, cây cao khoảng tấc mấy đến 2 tấc cả nhà. Nhìn thấy em bấm ngọn nó đang ra cơi đọt nè. Thì chỉ có 50 ngàn một cây thôi cả nhà. 4 cây thì bên em sẽ bao ship nha. Cây rất là dễ thương và cây rất là khỏe nha. Loại này là giả Thủ Đức 8 đến 12 cánh nha cả nhà. Chỉ có 50 ngàn một cây thôi nha. 3 cây thì bên em cũng sẽ bao ship. Cả nhà cái lô này em đang bấm ngọn nha. Bấm ngọn nó đang nhảy nắp lá nè cả nhà thấy không? Em bấm ngọn rồi, hết rồi, nó đang nhảy thêm một cái cơi nữa đây nè. Cây rất là sung nha. Nhỏ nhưng mà có vỏ nha cả nhà. Rồi giá chỉ có 50 ngàn một cây thôi. 3 cây thì bên em sẽ bao ship nha. Và hàng bên đây chính là hàng giảo Đa Phúc cả nhà. Giảo Đa Phúc. Loại này thì 90 ngàn một cây nha. Cây này về lấy bao vô tư, chơi Tết thoải mái luôn ha. Đây là giảo Đa Phúc, giá có 90 ngàn cây. 3 cây thì bên em sẽ bao ship nha. Rồi tiếp tục bên đây là hàng cúc bi hay còn gọi là cúc tiên sinh cả nhà. Đó, giá 80 ngàn một cây nha. 3 cây thì bên em cũng sẽ bao ship luôn. Giá 80 ngàn một cây nha cả nhà. Đó, đây là cúc bi hay còn gọi là cúc tiên sinh nha. Rồi đây cả nhà nhìn thấy ha, cây rất là đẹp luôn nha. Rồi 80 ngàn một cây cúc bi nha. Rồi hàng bên đây chính là hàng bạch mai miến điện cả nhà. Bạch mai miến điện ha. Loại này thì cao khoảng 1 tấc mấy đến 2 tấc cả nhà. Nó bông trắng nha. 80 ngàn một cây luôn cả nhà. 3 cây thì bên em cũng sẽ bao ship luôn nha. Loại này là bạch mai miến điện ha. Rồi một cái loại nữa đó chính là cúc Tân Châu, hay còn gọi là cúc 24 với 36 cánh nha cả nhà. Đây, cây như thế này nha. Giá là 80 ngàn một cây nha. 3 cây thì bên em cũng sẽ bao ship luôn cả nhà. Đó, cúc Tân Châu ha. Rồi, và tiếp tục bên đây chính là hàng cúc đọt xanh bông chùm. Đây cả nhà, cúc đọt xanh bông chùm nha. Đó. Cây này bông rất là đẹp. Hôm trước thì em cũng có quay cho cả nhà mình cùng xem ha. Cây nó như thế này thì giá là 100 ngàn một cây nha. 3 cây thì bên em cũng sẽ bao phí vận chuyển. Loại này về chúng ta lấy bao được liền luôn cả nhà. Rồi và hàng bên đây chính là hàng cúc nhị đỏ ha. Cúc nhị đỏ nha. Loại này lấy bao vô tư rồi nè. Giá là 250 một cặp nha. Em sẽ bao phí vận chuyển nếu chúng ta lấy một cặp cúc nhị đỏ hay còn gọi là cúc live VIP. Rồi, và hàng bên đây chính là hàng cúc hiếp hay còn gọi là cúc tri kỷ cả nhà. Giá cũng chỉ có 80 ngàn một cây thôi. 3 cây thì bên em cũng sẽ bao ship cho chúng ta luôn nha. Đây là cúc hiếp ha. Rồi, và tiếp tục bên đây là hàng cúc 2 tầng Quỳnh Tấn Phát nha. Loại này thì cái lô nãy giá 80, loại này 150 cả nhà. Loại này thì gốc to nha, gốc to hơn lô nãy rất là nhiều ha. 150 cây. Loại này thì một cặp em cũng bao ship luôn nha. Đó chính là cúc 2 tầng Quỳnh Tấn Phát nha cả nhà.
và hàng bên đây chính là hàng cúc tư long cả nhà. Loại này thì em bán với giá là 90.000 một cây nha. Để thì xử lý hết ha. Cây này lấy bao cũng vô tư luôn. Rồi 90.000 một cây. Ba cây thì bên em cũng sẽ bao ship luôn nha. Đó. Cây này nó lấy bo được luôn nè. Rồi, đó chính là tất cả các giống mai bên vườn mai của Chiếc Chè Bông ha. Ai thích loại nào thì xin hãy liên hệ trực tiếp bên vườn mai nhà em nha. Xin cảm ơn cả nhà đã quan tâm theo dõi ạ.